Trở lại với các thông tin thời tiết cùng với chị Lan Chi. Ngoài trời lúc này ở thủ đô Hà Nội chúng ta có thể thấy là trời khá là nhiều mây và âm u. Theo dự báo thì hôm nay Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa và thậm chí là có những điểm mưa to nữa. Vậy thì cụ thể mưa to có thể xảy ra ở tỉnh thành nào đấy ạ? Dạ vâng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ạ, những nơi như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là Hòa Bình là những nơi có mưa bất chợt trong sáng nay. Và tại khu vực này ạ thì cũng sẽ có những nơi nằm trong vùng màu xanh lá cây này, tức là lượng mưa có thể vượt 50 mm, và mưa sẽ dồn dập trong một vài tiếng, dễ gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và sạt lở lũ quét cục bộ ở vùng núi. Thế còn các nơi khác ở Bắc Bộ như là tại Hà Nội ngày hôm nay sẽ mưa về chiều tối và đêm. Trưa chiều thì trời vẫn có nắng và khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 độ. Dự báo là hai ngày cuối tuần mưa sẽ xảy ra bất chợt trong ngày, nhờ đó mà nhiệt độ cũng giảm và đỡ nóng hơn, còn khoảng 31 độ. Vâng, vậy với những khu vực khác thì liệu có mưa trong hôm nay không và diễn biến mưa ra sao ạ? Dạ vâng, với khu vực từ Trung Bộ trở vào đến hết Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa dông vào chiều tối ngày hôm nay. Thế còn từ sáng đến trưa nay thì trời có nắng với nhiệt độ ở các thành phố của Trung Bộ từ Thanh Hóa vào đến Phan Thiết sẽ trong khoảng là 31 đến 35 độ. Với các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột của Tây Nguyên thì thời tiết dịu mát, nhiệt độ khoảng 27 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ thì cũng khá dễ chịu, 29 đến 32 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ cảnh báo mưa dông, lốc xoáy với gió rất mạnh cấp 6, cấp 7. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa thì cũng có mưa dông, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vâng, cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin vừa rồi. Và như vậy thì quý vị lưu ý là mưa dông cũng có thể xuất hiện cả trên các vùng biển nước ta. Bà con ngư dân cũng cần lưu ý để chúng ta có thể hoạt động an toàn ở trên biển.